Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiền Dụ Audio. Hôm nay thì Sang chuẩn bị test thử chất âm của một bộ dàn karaoke JBL chính hãng. Thì bộ dàn karaoke này giá sẽ rơi khoảng tầm 26 triệu và nó sẽ phù hợp cho những cái không gian phòng từ 25 đến 30 mét vuông. Và đặc biệt hơn thì với cái cặp loa MK12 như thế này, bass 30, đó, size bass 30 thì chúng ta hoàn toàn không cần sử dụng sub. Chúng ta có thể lấy sub của loa bù, nghe rất là hay, rất là êm, rất là mềm. Đó, tiết kiệm được khoảng tầm 9 đến 10 triệu cho một cái chiếc sub. Đó, và mình cũng khá là ưng với chất âm của cái cặp loa MK12 trong các series như là series Bassan, series MK, series KI thì mình ưng nhất là cái series MK này, bởi vì nó có chất âm treble nghe rất là nhuyễn, rất là sang, đó, nghe nhạc rất là hay, rất là thích, đó, và karaoke nó cũng tạo nên cái cảm xúc cho mình. Và cái thiết bị mà mình sẽ phối ghép với cặp loa này đó chính là một cái chiếc vang số liền công suất đến từ thương hiệu của Baramax, đó là ZA450. Thì đây là một thiết bị bao gồm vang số, công suất, micro 3 trong 1, gói gọn. Chúng ta có thể tiết kiệm được rất là nhiều diện tích sử dụng, rất là dễ xài, chỉ cần bấm một nút lên là xài thôi. Đó, và với cái thiết bị này thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể chống hú. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử chất âm của cái bộ dàn karaoke này nha. Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày, hoàng lặng nhìn em không nói nên có nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh nay vì yêu em nên đau xa rời. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Trời mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Ok mọi người, thì vừa rồi thì Sang vừa test thử chất âm của bộ dàn karaoke JBL MK12. Thì mọi người cảm thấy video như thế nào? Thì bộ này thì Sang đang test trên một cái vang số liền công suất, nên đâm ra là chúng ta có thể xử lý những cái giải tầng giúp cho cái dàn karaoke chúng ta có thể giảm thiểu được cái tiếng hú. Lúc nãy thì Sang đang đứng rất là gần với loa luôn, nhưng mà nó cũng không có nghe tiếng hú rít. Cái phần này thì kỹ thuật đã được xử lý rồi. Ok mọi người, thì video clip của mình đến đây là hết rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy video hay, hãy bấm like, share, subscribe kênh của Thiền Dụ nha. Bye bye mọi người nha.